Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, câu 18 đến câu 21. Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Anh chị em thân mến, nhìn vào cánh đồng truyền giáo bao la của Á Châu, nhiều người không khỏi bi quan. Sau 2.000 năm truyền giáo, chỉ có 3% dân số tại đại lục chiếm 3/4 dân số thế giới là Kitô hữu. Á Châu xem ra vẫn mãi là một pháo đài đóng kín đối với Kitô giáo. Quả thật, với cái nhìn hoàn toàn nhân loại, với cách định lượng dựa trên các con số thống kê và những điều thấy trước mắt, chúng ta cảm thấy khó phấn khởi về tương lai của giáo hội tại Á Châu. Tuy nhiên, đó không phải là cách lượng giá của Chúa Giêsu. Với hình ảnh hạt cải và men trong bột, Chúa Giêsu muốn mời gọi các môn đệ vượt qua cái nhìn trần tục của các ông, nhìn vào con người của Chúa Giêsu và những phương tiện người sử dụng. Các ông khó có thể hình dung được thế nào là vương quốc mà người loan báo. Không tiền của, không quân đội, đám đông cũng dần dần bỏ rơi. Vậy thì làm sao người có thể thiết lập vương quốc của người? Các môn đệ không thể tránh khỏi những ngờ vực ấy. Mượn hình ảnh hạt cải và men trong bột, Chúa Giêsu muốn đưa các môn đệ vào một cái nhìn mới, một cách lượng giá mới, một lý luận mới. Người muốn nói với các ông rằng, vương quốc của người được thể hiện qua sự yếu đuối, thất bại dưới mắt người đời. Văn hào Pháp Anthony đã nói, mắt trần không thể thấy được cái thiết yếu. Nhìn vào sự phát triển của giáo hội từ bên ngoài, người ta tưởng giáo hội thất bại. Thật ra, giáo hội chỉ chuốc lấy thất bại khi muốn thể hiện và hành động như bất cứ một thứ quyền lực trần thế nào. Và khi sự tăng trưởng và sức sống của giáo hội chỉ được các Kitô hữu cân đo theo tiêu chuẩn và phương tiện hoàn toàn trần tục, Chúa Giêsu vẫn đang ở với giáo hội của người. Giáo hội vẫn tiếp tục tăng trưởng bằng những cách thế và dưới những hình thức mà chúng ta phải có đôi mắt đức tin mới cảm nhận được. Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đặt tin tưởng nơi người. Và ngày nay, người cũng muốn tiếp tục mời gọi đoàn chiên nhỏ bé của người làm như thế. Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua những chờ đợi, toan tính kiểu con người, để luôn biết tin tưởng và phó thác vào quyền năng quan phòng của Chúa. Amen.